Ông Trump nói sẽ dựng lá chắn tên lửa khắp nước Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ thành lập vệ binh quốc gia vũ trụ và bố trí lá chắn tên lửa vòng sắt bao quanh nước Mỹ nếu tái đắc cử. Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia Mỹ ở thành phố Detroit, bang Michigan hôm 26 tháng 8, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ca ngợi việc thành lập lực lượng vũ trụ, quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ. Lực lượng này được thành lập năm 2019, dưới thời chính quyền Trump, để bảo vệ khí tài Mỹ trong không gian khỏi mối đe dọa từ các nước khác. Một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của tôi trong nhiệm kỳ đầu tiên là thành lập lực lượng vũ trụ. Quân chủng mới đầu tiên của lực lượng vũ trang trong 70 năm qua, ông nói. Tôi cũng cho rằng đã đến lúc thành lập vệ binh quốc gia vũ trụ, đóng vai trò là lực lượng dự bị chiến đấu chính của lực lượng vũ trụ Mỹ. Đề xuất này của ông Trump được những người tham dự hội nghị nhiệt tình tán thưởng và ông Trump cảm ơn họ. Vì vậy, nếu trở thành tổng thống, tôi sẽ ký luật mang tính lịch sử về việc thành lập lực lượng vệ binh quốc gia vũ trụ. Lực lượng vũ trụ cực kỳ quan trọng, ông nói thêm. Cựu tổng thống Mỹ cũng cam kết bố trí hệ thống phòng chống tên lửa tương tự vòng sắt của Israel, có khả năng đánh chặn các tên lửa tầm ngắn trên không phận quốc gia. Chúng ta sẽ xây dựng hệ thống vòng sắt để phòng thủ tên lửa trên khắp nước Mỹ. Cố Tổng thống Ronald Reagan muốn thực hiện kế hoạch như vậy từ nhiều năm trước, nhưng khi đó chúng ta không có công nghệ. Còn bây giờ, công nghệ cho phép chúng ta làm việc đó, ông Trump cho hay. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa từng nhiều lần tuyên bố sẽ tạo ra hệ thống phòng thủ kiểu vòng sắt để bảo vệ Mỹ. Trong chiến dịch vận động tranh cử năm ngoái, ông tuyên bố sẽ nỗ lực xây dựng vòng chắn vĩ đại nhất do nước Mỹ có nhiều đối thủ. Tuy nhiên, vòng sắt là lá chắn chuyên đối phó các loại vũ khí tầm ngắn như rocket, UAV, không hiệu quả trước tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong khi đó, Mỹ nằm giữa Canada và Mexico, nên gần như không đối mặt với các mối đe dọa tầm ngắn, khiến vòng sắt khó phát huy hiệu quả, theo các chuyên gia quân sự. Một số chuyên gia hồi tháng 5 nói rằng hệ thống này có thể trông khác hệ thống của Israel và chi phí khá cao, nhưng không nhiều tác dụng trong việc ngăn chặn tên lửa tầm ngắn. Theo họ, mục tiêu hợp lý hơn có thể là cải thiện lá chắn tên lửa với hệ thống nhiều lớp, hoạt động cùng nhiều biện pháp bảo vệ mà Mỹ đã triển khai. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vì đã gây đổ vỡ uy tín và sự tôn trọng của người Mỹ trong chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan. Theo ông, vụ đánh bom khiến quân nhân Mỹ thiệt mạng tại sân bay Kabul khi chiến dịch rút quân diễn ra là ngày đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mỹ đưa quân vào Afghanistan để lật đổ Taliban vào năm 2001, bắt đầu cuộc chiến dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử, với gần 2.300 tỷ đô la Mỹ được đổ vào nước này trong 20 năm. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã nhiều lần ra lệnh rút bớt quân khỏi Afghanistan. Chính quyền ông Trump năm 2020 ký thỏa thuận với Taliban, quy định rút toàn bộ lực lượng NATO khỏi Afghanistan để đổi lấy các cam kết chống khủng bố của Taliban. Mỹ cũng đồng ý giảm dần quân ở Afghanistan và rút hết trong vòng 14 tháng nếu Taliban giữ đúng cam kết. Tổng thống Joe Biden cho rằng thỏa thuận này đã khiến lực lượng an ninh Afghanistan sụp đổ, tạo đà trỗi dậy cho Taliban. Taliban mở chiến dịch quân sự chớp nhoáng đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan, khiến Tổng thống Biden phải vội vã ra lệnh rút quân. Taliban ngày 15 tháng 8 năm 2021 tiến vào Kabul mà không vấp phải kháng cự, hoàn thành kiểm soát lãnh thổ Afghanistan. Trong khung cảnh hỗn loạn khi Mỹ rút quân, nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Kabul, khiến 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.